Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Hồng Hạnh, hiện đang là giảng viên của lớp Phun Xăm Honey. Hôm nay Hạnh sẽ hướng dẫn cho các bạn một số vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn y tế trong quá trình mình làm phun môi hay phun mày, phun mí cho khách hàng nha. Ở đây trên tay Hạnh là có một cái cụm vải bọc máy. Vải này sử dụng chung với lại dây bọc máy này. Khi mà các bạn bọc lại cái dây máy của mình đang sử dụng phun xăm cho khách hàng á, để các bạn bọc sạch lại từ đầu đến cái phần dây luôn. Tại vì trong cái quá trình mình sử dụng trên bao tay mình chắc chắn là sẽ có dính máu, có nước mưa của khách hàng. Bạn cần điều chỉnh cái dây làm sao cho cái máy nó tương thích với lại cái góc tay, góc máy của mình làm cho khách hàng. Thì các bạn cần phải bọc lại để tránh cái hiện tượng là tay mình có dính nước mưa hoặc là máu nó chạm vào máy thì nó sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn. Tiếp theo đó là bao tay, chắc chắn là không thể thiếu được rồi ha. Rồi tiếp theo nữa đó là gì? Đó là một cái cuộn băng xanh lớn này, các bạn cần để bọc lại cái đèn của các bạn đang sử dụng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải bọc những cái khay, những cái đế mực để đảm bảo an toàn hơn. Và khi mà các bạn sử dụng máy mà có cái cục nguồn riêng á thì các bạn cũng nên bọc lại luôn nha. Tại sao? Tại vì cũng như lúc nãy Hạnh có nói là trong cái quá trình mình làm, cái bao tay của mình là chạm trực tiếp trên da của khách hàng, thế nào là cũng sẽ có máu hoặc là nước mô. Khi mà các bạn cần chỉnh đèn nè, hoặc là những cái bông của mình sử dụng lâu cho khách hàng đó, thì mình cũng để trên khay của mình luôn, thì nó sẽ dính máu hoặc nước mô trên khay hoặc là trên cái đế mực, nó cũng sẽ không an toàn cho những người sử dụng sau đó. Ngoài ra bên cạnh đó bạn có còn có một cái cụm da trải giường nữa nha. Bạn cần phải trải trên cái giường của khách hàng nằm để tránh cái trường hợp mà mực nó bị dính vào trên cái da giường của các bạn. Những thông tin vừa rồi Hạnh chia sẻ mong rằng là sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì có thể click vào đường link được để dưới phần mô tả nha. Hoặc các bạn có thể là comment hoặc gọi vào số hotline, hoặc có thể đến trực tiếp tại 161 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để được tư vấn và tham khảo trực tiếp những sản phẩm mình cần biết nha. Còn bây giờ, Hạnh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.